con trở về thì tốt quá rồi. Có điều hơi bất ngờ ha. Dạ, con xin lỗi mọi người. Dạ, nhưng mà con xin phép mọi người, con nghỉ làm ạ. Có gì đâu phải xin lỗi chứ. Thời gian qua vất vả cho con quá. Rồi hai đứa biết ở đâu chưa? Dạ, tụi con sẽ đến đảo Phúc Linh ạ. Cái đảo Phúc Linh là nó ở đâu? Con biết là ba. Cái đảo đó ở Nam Mỹ đừng á. Biết có gì mà nói. Nghe cái tên nó là lạ đó con. Mà chắc đâu đó nổi xa tới tận Nam Mỹ hả con? Dạ, chú nói đúng rồi đó ông. Đảo đó còn được gọi là đảo Malvinas nữa. Thấy chưa, con nói mà mọi người không có tin con. Cái đảo đó như là thiên đường bơi lội. Con tới đó rồi con biết mà. Tới hồi nào? Nằm mơ thấy con ba tới đó bơi. Mà nè, chừng nào hai đứa đi? Dạ, đầu tuần sau ba con về. Chắc là cuối tuần tụi con đi á chú. Ờ, cũng nhanh quá ha. Mà hai đứa cần chú giúp gì về thủ tục xuất cảnh nói chú nha. Chú có bạn làm bên đó đó. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Thưa cả nhà đi làm nha. Ừ. Như chú sĩ đã nói rồi đó, có gì khó khăn cứ nói cho mọi người biết, giúp được gì mọi người sẽ giúp cho tụi con. Dạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có gì đâu mà con cảm ơn cả nhà chứ. Nhưng mà cô nói thiệt, xa hai đứa cô cũng buồn lắm á. Mà thôi đi, đoàn tụ với ba vậy là tốt lắm rồi đúng không? Dạ. Thẩm Ý. Dạ. Qua đây ngồi nói chuyện với cô một chút. Dạ. Con ngồi đi. Dạ thôi con đứng được rồi con. Cô đã kêu ngồi xuống nói chuyện với cô, ngồi đi. Dạ. Sao rồi? Hai đứa con chuẩn bị thủ tục tới đâu rồi? Dạ, thủ tục thì ba con chuẩn bị hết rồi cô. Còn với Tâm Anh chỉ cần phỏng vấn với xin visa theo diện đoàn tụ gia đình là được rồi. Biết là như vậy, nhưng mà cái tiền làm visa với lại hộ chiếu á, cô nghe nói là cũng mắc lắm đó. Sao rồi, con có đủ tiền không? Dạ con đủ rồi cô. Phải chi mà con nói cô sớm á, cô sẽ cho con tiền. Nhưng mà vé máy bay đi tới đó cũng mắc lắm. Nè, con nhận đi. Dạ cô ơi, vé máy bay ba con đặt rồi nên là không cần đâu cô. Có gì đâu, con cứ nhận cái số tiền này cho cô vui đi, đừng có lo nghĩ gì hết á. Coi như đây là tiền thưởng cả năm vừa rồi con vất vả là được. Dạ nhưng mà cô cho tụi con chỗ ăn chỗ ngủ là tốt với tụi con lắm rồi. Không cần đâu cô. Bây giờ không nhận đúng không? Nhưng mà con không nhận thì dạ. Vậy con cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, hai đứa con á, mai mốt ráng sống tốt nha. Dạ con cảm ơn cô. Con xin phép cô làm việc tiếp nha cô. Con mời cô chú vô ăn cơm ạ. À. Ừ, chú ăn cơm nghe cái chuyện. Mẹ nghe nè Nguyên. Cái gì? Tự nhiên nào đi qua nhà thằng Quang ngủ. Nè, con có bị điên hay không? Mẹ nói rồi đó, đi về nhà ngủ nha. Thôi mà làm chi hả Chi? Chạy nhanh lên mình ra. Làm chi ạ? Hai đứa này đi vô ăn cơm kìa. Đi làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng à. Nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con sao đâu cô? Thấy chưa, mẹ nghe nó nói chưa? Nó nói không sao kìa. Con nhỏ này lì quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đối xử tốt với Tâm Anh đi, vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì không gặp được nó? Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mà em nói cho tao biết hả? Chi? Tâm ơi! Em làm cái gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả?
Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Đáng lẽ ra là tao về hỏi mày, tại sao mày dám nằm trên giường của tao hả? Mình chỉ ra ngoài nhà đó. Đâu mà ai nhà hả? Đâu mà mày đứng đánh nữa? Mày khai thiệt đi, ngoài cái con này ra mày còn đụng đến Julio và Antonia của tao không hả? Sẽ biết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn anh chị nhiều. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Chừng nào vậy? Để ngày mai chị tới nói với cô giáo ha. Dạ. Em sao vậy? Lúc đầu nghe nói được đoàn tụ với ba thì em rất vui. Em cũng thích được đi máy bay nữa. Nhưng mà cứ nói tới chuyện không được gặp lại các bạn thì em lại thấy buồn. Không có sao đâu, sau này em gặp anh đó em cũng sẽ có bạn mới mà. Dạ. Tâm Anh ơi, Tâm Anh, lên phòng tao nói chuyện tí. Có chuyện gì sao bạn không nói ở đây luôn đi Lâm Chi? Tao kêu lên thì mày cứ lên. Tao muốn cuộc nói chuyện giữa hai người con gái được riêng tư. Lên nhanh nha. Ủa, bạn làm gì vậy Lâm Chi? Từ bây giờ phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Lâm Chi à, từ đầu mày đã ở đây rồi thì mày phải ở đây luôn, không được đi đâu hết. Nhưng mà mình cũng phải được đoàn tụ với ba chứ. Chuyện đã tính sao, có lệnh của tao mày mới được đi. Lâm Chi à, ủa sao mày kêu tao hoài vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Bà có sao không bà? Chân bà bị sao hả? Tự nhiên chân bà bị đau, không đi nổi. Dạ, bà ơi. Để tụi con đưa bà tới bệnh viện nha. Không sao, bà không sao, không cần đi bệnh viện đâu con. Bà ơi, cam của bà nè, hay là bà theo tụi con ra trạm xe buýt nha, để con đưa bà về. Dạ đúng rồi bà, không cần đâu. Lát bà có người nhà tới đón. Dạ. Bà ơi, bà đỡ đau chưa bà?
Ba không sao rồi, hai đứa cứ về trước đi. Dạ thôi. Dạ thôi bà ơi, khi nào tụi con thấy người nhà bà tới tụi con mới yên tâm. Cảm ơn tụi con nha, hai đứa giỏi quá. À, xe bà tới rồi. Đứng đây. Sao bà chủ ra ngoài nãy giờ không nói cho con biết vậy? Con tìm kiếm nãy giờ luôn đó. Có gì đâu, tôi đi ra ngoài dạo một chút với lại mua ít đồ. Bây giờ hai đứa về đâu? Lên xe bà cho có gian. Dạ. Dạ. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa, đi làm giúp việc cho người ta mà còn dẫn em theo, chắc là cực lắm hả con? Dạ không có cực lắm đâu bà, với lại mọi người ở trong nhà cũng tốt với tụi con mà. Vậy hả? Vậy hai đứa có muốn làm cho bà không? Dạ. Tuần sau á, hai đứa con của bà ở bên Canada về chơi, bà cần tìm người giúp việc, chứ bà từng tuổi này đâu có lo gì được cho tụi nó. Hai con giúp bà thì đỡ quá, con thấy làm sao? Dạ chuyện này hơi bất ngờ với chị em tụi con á bà. Bà không biết á, nhà người ta trả cho con bao nhiêu một tháng, nhưng bà sẽ trả 10 triệu một tháng. Hai con thấy làm sao? Dạ. Thấy hai đứa cực khổ, bà cũng thương. Hai đứa có suy nghĩ kỹ đi. À, xíu nữa bà cho số điện thoại, hai đứa nhớ liên lạc với bà nha. Bây giờ làm sao đây? Bà trả cho mình tới 10 triệu lận đó. Số tiền quá trời lớn luôn. Mình có nên đi không chị? Tiền thì nhiều thiệt đó, nhưng mà mình sống ở đây cũng quen rồi, với lại ông cũng tốt với chị em mình mà. Để chị nghĩ thêm nha. Giỏi quá ta. Tâm Ý, con biết nấu phở nữa hả? Thơm dạ. Thiệt á. Tại bữa trước ông nói thèm cho nên hôm nay con nấu đó cô. Trời ơi, tôi nói bâng quơ vậy mà cũng nhớ nữa hả? Dạ, cô chú nè chú. Ừ, cảm ơn cậu. Tâm Ý. Dạ. Sao cái tô của chú ít thịt hơn mấy tô này vậy? Dạ chú, để con lấy thêm cho chú nha. Thôi khỏi đi. Phân chia kiểu gì kỳ cục. Con phân biệt đối xử với chú đúng không? Dạ, dạ có đâu chú. Cái gì mà phân biệt đối xử, không ăn thì ra ngoài thôi. Thì rõ ràng là vậy mà ba. Ba coi nè, đó. Giờ ý kiến cái cò nữa phải không? Không ăn là đưa đây. Con ăn, con ăn, con ăn, con ăn. Cho một trận không hả? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Sợ thiệt á, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Nè. Đồ ăn chi đúng là đồ bò mà. Miếng đi nghe chưa? Mày mà còn định đập nữa tôi mất hết tóc của mày á. Cái này đâu phải ăn cắp đâu, cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Không? Mày đưa không? Dám. Mày mà nói mày mình à. Anh nè, hay là hai chị em mình tới ở với bà nha. Hai chị em mình tới đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, với lại làm chi nó sẽ không có ăn hiếp em nữa. Mình đi ha. Tùy chị quyết định thôi, còn em sao cũng được. Vậy thì mình đi ha, chị quyết định kỹ rồi. Dạ alo ạ. Bà hả bà? Dạ.
À, chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ, mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh, con mới nói gì đó? Cô hả? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả? Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản con không được đâu, để đi đi. Con nói gì vậy? Giữ con Tâm Ý ở lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ rồi làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Ý hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lần đó. 10 triệu ở đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à? Cái đó là tại con ghét, con muốn nó đi. Không, nó không được là không được, ba lạ thôi. Bây giờ ba có giữ tiền, ba thấy nó làm tốt rồi. Thôi, không được là không có tiền. Để nó đi đi. Truyền cho chị Tâm Ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chào Lâm Chi. Mày hay lắm. Mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thấy. Rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi, xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Ờ, Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lam Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Ừ? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời ơi trời. Ê Ngọc Khai, ngắm bệnh có nuôi chó không? Ừ, bạn hỏi anh chi vậy? Bà không đánh mày chuyện chó nó cũng tát mày à. Uống gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á. Nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Đã muốn đi rồi em giữ nó làm chi, thì cho nó đi liền đi. Nhà bên kia kêu là tới thứ hai tuần sau lận mà. Cái gì phải đợi thứ hai tuần sau dữ vậy? Vợ nó muốn đi cho nó đi liền, coi như là tiễn nó đi có gì đâu. Đuổi tụi nó thì tụi nó ở đâu chứ? Anh á, ăn cái gì mà ác quá vậy hả? Hôm qua mới cho ăn gà ác đó. Hèn chứ cái mặt càng ngày càng ác à. Vì chuyện của chị Tâm Ý mà cả nhà ồn ào hết lên. Bên cánh hủ nội bộ lủng củng. Chú thì muốn đuổi đi liền, còn cô thì muốn giữ lại đến thứ hai tuần sau. Muốn đuổi đi liền, muốn giữ lại tới thứ hai tuần sau. Thôi đủ rồi, không có đuổi gì hết đó. Làm người thì cũng phải có lương tâm chứ. Thôi mà em, nó muốn đi để cho nó đi. Em đã nói không đuổi là không đuổi, đợi tới thứ hai tuần sau.
có cần phải ồn ào vậy không? Đi đâu tìm được một đứa như con Tâm ý? Chỉ cần thêm cho nó chút đỉnh là giữ nó được thôi. Ông ngoại, ông ngoại, sao mình phải thêm tiền vậy ông ngoại? Mình chỉ cần mình giữ chỉ lại thôi thì chỉ sẽ ở lại mà. Con nói gì vậy? Không cần đâu ông, chỉ là người giúp việc thôi mà, mình đâu còn phải trả thêm tiền. Ây da. Ôi trời, ý với thằng cha mày, nói tầm bậy thì giỏi lắm. Mình chỉ cần mình giữ lại thôi, không cần tăng thêm tiền gì hết. Vô cái miệng bây giờ nha, bậy bạ mà. Cánh tả cũng bị lủng củng luôn. Chi thì muốn giữ lại vô điều kiện, còn ông thì muốn trả thêm ít tiền để chị Tâm ý ở lại. Không trả thêm tiền, phải trả thêm tiền. Hả? Chị muốn đi hả? Ừ, mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chắc là vậy đó. Chị ơi, chị hả? Chị đâu vậy? Ủa, cậu tìm tôi hả? Nghe nói là chị nghỉ việc hả? Ủa, ai nói với cậu vậy? Mà phải vậy không? Chị trả lời em đi. À, thì à, có thể là vậy. Sao vậy chị? Thôi chị, chị đừng nghỉ. Sao vậy? Thôi chị đừng nghỉ. Ừ, chị hứa với em là năm sau phải đi học với em mà, nhớ không? Hay là vì tiền? Nếu mà vì tiền chị cứ nói em, nói mẹ cho. Không phải đâu mà. Chứ sao, nếu mà không vậy thôi chị đừng nghĩ. Tâm ý ơi, con về rồi hả? Vô đây con nhờ một chút. Dạ. Cái gì vậy? Ủa thằng này đó, thấy bà nó té là không thèm đỡ luôn trời. Tâm ý nó sẽ ở tới thứ hai tuần sau nó mới đi. Nó muốn đi thì để đuổi nó đi liền đi, giữ là chi. Mẹ, mình không được để cho cái đồ xấu xa nó đi được. Tăng tiền cho người ta một chút là được thôi chứ cái gì đâu. Bà muốn tăng tiền á, bà bỏ tiền túi ra tăng đi. Con không có tiền. Mình không cần tăng đâu, mình chỉ cần giữ hai người đó lại thôi. Không có được, bắt buộc là phải giữ lại. Nó muốn đi thì ba để tụi nó đi đi. Con không có tiền. Mình phải giữ hai người đó lại. Đúng rồi, nhất định phải giữ lại, tăng lương cho người ta. Nhưng mà nó muốn đi, ba cứ để nó đi đi. Mày là kêu trong nhà đây. Con mẹ, phải giữ lại. Mày không có gì bây giờ, nó rồi đi. Phải để nó đi, bây giờ phải giữ lại. Giữ lại, bây giờ con đụng nó đi rồi, ai vô đây làm hả? Thì giờ mấy người khác được là tao muốn đi. Chỉ cần được chút xíu tiền thôi. Bây giờ mà trả tiền cho con rồi mà. Chuyện đó, chuyện nhau đó. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.